Kính bạch sư phụ, Phật tử nhờ con trình lên sư phụ. Kính bạch sư phụ, con theo tổ sư thiền một thời gian thì không thấy gì, nhưng sau này cứ mỗi lần tham khoảng 10 phút đến 15 phút thì lại nhức đầu, khi xả thì hết. Ở trong đường đôi thực hành tam tổ sư thiền đó, cũng có nói khi mà cái nghi tình nạn á thì có ảnh hưởng tới mà nhức đầu tức ngực khó thở thì không có sao gì hết á, cứ tiếp tục á. Thì nó có thể kéo dài tới 5-7 ngày nó mới hết. Đó là tại sao nó có cái tình trạng như vậy, là tại á cái tâm lý tiến bộ mau quá, sinh lý nó theo không kịp thì nó mới có cảm thấy mà nhức đầu tức ngực khó thở đủ thứ khó chịu đó. Rồi á khi qua 5-7 ngày á sinh lý theo kịp rồi thì nó hết. Hết rồi qua một thời gian á tâm lý tiến bộ mau quá nữa nó cũng có thể mà có cái tình hình này nữa, rồi cũng có thể qua 5-7 ngày nó hết. Thì cái việc này đó là cái việc thường không có sao. Nhưng mà tại ban đầu mình răng sức á thì nó mới dễ, nếu mà tham tới quen rồi đó, khỏi cần răng sức, khỏi cần phí sức nhiều á, cho nó men mực nó tự động thì nó không có vậy nữa.